Ủa sao không dọn vậy? À. Chưa chương trình chưa bắt đầu mà. Bắt là sao ta? Ủa sao mọi người về hết trơn hả? Hết rồi, xong rồi. Ủa? Xong rồi. Ủa bộ ngủ mới thức hả? Không thấy, em tưởng em là MC, em nãy giờ em tập chương trình Con Sâu Miệt Vườn mùa 3 xong rồi cái là tại mấy tuần rồi em không có la ra làm MC, xong rồi em thấy bà con hỏi. Rồi. Thì em nói thôi nay em ra em xin em làm mấy tiết mục cuối rồi sao vậy mọi người về hết rồi. Ủa? Ờ, trời ơi tỉnh gì? Dạ sao vậy? Tỉnh gì? Ngủ mới thức phải không? Đâu có ngủ đâu. Chứ đâu tự nhiên ra đây. Trời ơi mọi người ta về hết trơn. Ủa vậy trước nay ai làm MC khăn, anh? Đang quét sân luôn kìa. Trời ơi ai là Lê Thành Tuấn không? Hả? Dạ ai là Lê Thành Tuấn? Có cái thùng đồ gì để cả tuần liền rồi không ai đụng vào là sao hả? Em đâu biết đâu thùng đồ gì. Cái thùng đồ này đâu phải của em, xem có đúng không? Mấy nay em tập ở trong em đâu có ra hậu quán đâu. Quá cho anh em Tuấn đây. Đây thưa. From Thompson Nguyễn gửi hả? Cho hội hậu quán qua xem việc duyên Lê Thành Tuấn. Du Tuấn. Tuấn. Rồi. Nè bây giờ này thôi. Nhưng mà cái này là gì? Quà. Đây xin giới thiệu với quý khán giả là hôm trước thì mình có kết nối với lại một anh ở bên Mỹ. Thì anh có chia sẻ là muốn dành một ít phần quà đến với lại Thành Tuấn. Tại vì anh xem Thành Tuấn thì làm MC nhưng mà đôi khi là thấy có cái bộ vest mặc ngoài vậy. Như là chứng tỏ là anh là tặng vest đó. Cho nên là anh bảo là thôi anh có phần quà mà không biết phần quà là gì nha. Dạ. Thì hôm nay thì cũng quay cái clip này để chia sẻ đến với lại bà con cô bác. Cái phần quà này tất nhiên thì chưa biết là cái gì, bây giờ mình cùng ở đây mở ra rồi coi như là một cái clip tri ân đến anh Thompson ha, Thompson Nguyễn ha. Ủa là thiệt đúng không anh? Rồi. Nè. Không em định đi ra đây em xin làm MC mấy tiết mục cuối chương trình mà. Cuối gì nữa? Rồi 10 giờ rồi. Rồi để xuống đây nè. Ủa thiệt hả? Phải không? Phải của em không? Dạ, đây có đúng không ạ? Thompson Nguyễn. Thôi địa chỉ thì mình không đọc. Chỉ biết là có US đây thôi, địa chỉ mình không có để ra. Đúng rồi. Còn Lê Thành Tuấn thì không cần che đâu, tại vì đây là địa chỉ của hội quán. Hội quán Con Sâu Miệt Vườn nè, Lê Thành Tuấn 113 Nguyễn Hữu Trí luôn. Rồi, trước mắt thì cũng xin thay mặt cho hội quán Con Sâu Miệt Vườn. Cảm ơn anh Thompson ha. Rồi Tuấn có dành lời gì cho anh Thompson không? Để xem bắt đầu mình đến đoạn khui quà. Món quà bất ngờ quá, đang bị nghẹn. Đầu tiên là em cảm ơn anh Minh đã kết nối cho em. Dạ. Anh Thompson Nguyễn đúng không ạ? Dạ anh Thompson Nguyễn ơi, hôm bữa là em có nghe anh Minh có nói với em là có khán giả muốn gửi quà, nhưng mà thật ra là em cũng vui, em rất là biết ơn, nhưng mà em cũng không có hy vọng tại em nghe em thấy xa quá. Thì cái em không có nghĩ là nhiều khi là gửi này kia xa xong thì điều kiện nó không có thì không biết có gửi được hay không. Dạ mà em không nghĩ là bữa nay có thiệt. Dạ thì cái món quà này thì đến lâu rồi. Thực ra thì anh Thompson anh có hỏi là Tuấn có mặc bừa không. Nhưng mà tại vì lý do là vừa vài bữa vừa rồi là Tuấn là phụ cho cái chương trình Con Sâu Miệt Vườn cho nên là cũng bận tối tăm mặt mũi cho nên là không có thời gian, thì hôm nay là tận sau chương trình thì bắt đầu mới tranh thủ chạy ra. Thôi bây giờ mình mở ha. Tuấn mở đi ha. Đây rồi, để anh mở cho rồi Tuấn lấy đồ ra. Trời ơi tại vì trong này chắc quần áo nhiều quá. Nhưng mà em cũng hơi bất ngờ á, tại vì là em không có, em với anh Thompson Nguyễn này là em chưa có gặp ảnh ở ngoài luôn. Em chưa gặp ảnh ngoài đời, cũng chưa có nói chuyện bao giờ luôn. Thì thực ra thì khán giả mà yêu mến Khương Dừa cũng như yêu mến ekip của Khương Dừa rất là nhiều. Thì anh Thompson cũng là một trong những người như vậy, thì cũng rất là cảm ơn khi mà anh mà có nhận lời chia sẻ ban đầu thì anh tưởng dẫn chơi vậy thôi. Dạ. Nhưng mà thực sự đây là một cái tấm lòng rất là đáng trân trọng ha. Và bây giờ mình mở nha. Dạ. 1, 2, 3. Cái gì đấy? Từ. Úi cha cha. Ôi ơi, một bộ áo vét nè. Ủa. Phải không? Phải vét không? Vét thiệt anh ơi. Đâu bỏ cái giỏ ra coi nào. Dạ. Sao ôm cái giỏ gì cực vậy. Đó rồi đây để tí nữa mình thử luôn ha. Một áo vest màu xanh lá cây. Rồi. Này. Chà. Quần luôn nè. Có quần luôn, nguyên bộ luôn. Trời ơi, coi người ta
Ừ. Có ghi lễ luôn. Trời quá trời luôn. Thôi cái quần này mình thử sau đi, mình khoác áo xem có thử không thôi, vừa thôi không thôi. Trời ơi. Đâu. Đây. Dạ. À, thôi anh em mặc áo sơ mi cũng được, cũng hợp. Anh Thông Sơn có thắc mắc là Tuấn có mặc vừa không thì hôm nay thì thôi. Mình quay clip luôn. Dạ nào. Dạ. Màu một sắc nữa. Trời ơi, vừa im luôn nè. Dạ. Nào em coi coi. Nào. Cái này em tại hôm nay cái sơ mi của em nó hơi ngắn, nó chưa có hợp, nhưng mà nó mặc sơ mi bình thường. Sao anh? Good. Rồi. Dạ. Một bộ vest màu xanh lá cây luôn. Dạ. Cái này là cái ghi lê, cái này là mặc ở trong nữa nè, xong rồi mặc cái này ngoài. Ôi một full bộ luôn á. Một full một bộ luôn. Đấy. Trời đất ơi. Bây giờ mình Tuấn kéo cái ghế ra để vào đi Tuấn. Tuấn kéo cái ghế ra mình để lên cho nó. Rồi để mình xem coi là còn cái gì. Ô mình cứ tưởng là anh gửi một bộ vest thôi chứ. Một bộ vest thôi chứ, nhưng mà thấy nguyên một cái thùng này thì chắc là còn nhiều nữa, đúng không? Dạ. Em thấy cái thùng nó cũng nặng lắm á. Mình xin phép được mở tiếp nha. Rồi đây là cái gì đây? Đó là cái gì ta? Nó hoa văn rất là hình như là nhìn như vét á. Dạ. Hình như cũng vét luôn. Vét luôn. Trời ơi Tuấn dạo này trúng bánh luôn rồi. Trời ơi. Anh bữa là em vẫn coi chừng thôi. Wow. Ui. Này là vét, vét đúng mà một cái vét. Một cái vét luôn, dạ. Một áo vét cực kỳ là phù hợp. Cực kỳ hợp với lại Thành Tuấn cũng như là hội quán ngôi sao miệt vườn ha. Rồi, em cũng cái này thì nếu mà anh mua cùng size thì chắc không cần thử đâu, chắc là vừa rồi, y như cái áo này rồi, đúng không? Dạ. Rồi vậy là mình có hai cái áo vét này. Oh my god. Quá trời quà luôn rồi. Cái áo này em đó. Dạ, còn tem còn nhãn đồ đàng hoàng như quý bà con. Dạ đồ mới. Tất nhiên là anh mua mà anh mua tại tại siêu trời ơi. Hàng. Cái gì nữa đây? Cái này. À, áo sơ mi nè. Ôi. Trời cái này hình như mặc cái đấy hợp nè. Để xem nào. Ủa sao nhưng mà anh Thông Sinh Nguyễn sao mà nhiều dữ vậy anh? Ui cha. Đúng bài luôn này. Ôi. Không cái này đẹp nha. Em đính cái này nè. Trời ơi. Anh lựa là tức là nhìn người để lựa luôn á. Wow. Đó. Oh, trời ơi, cái này mặc đi chơi là rất là xuất đúng sắc rồi, vừa nổi mặc, luôn. Vừa mặc dẫn chương trình cũng được rồi, đi chơi, thậm chí đi đám cưới, đám tiệc này đều ok luôn. Đúng không? Đây, để mà tiếp ha. Không còn nhiều lắm. Đây, đây, cái gì đấy? Cái gì nhỏ nhỏ đấy? Cái gì nhỏ nhỏ đấy? Dỡ. Ôi chào ơi, dỡ này. Trời ơi, anh chu đáo mà chi tiết đến từng này luôn. Nguyên một bịch, bịch dỡ luôn. Em không biết cảm ơi. Ơn anh Thông Sinh Nguyễn sao luôn, em không nghĩ là anh chu đáo tới mức mà anh tặng em nguyên một bộ vest rồi áo rồi dớ luôn. Dớ luôn chứ. Dớ luôn. Trời em không biết em đã làm gì. Em đã làm ra công cán gì mà em được nhận nhiều dữ vậy á. Thì tại vì Thành Tuấn có duyên dáng dẫn chương trình, có duyên dáng rồi diễn những cái tiết mục phụ diễn cho Khương cũng rất là dễ thương, cho nên là chắc chắn là không chỉ riêng anh Thông Sơn rất là nhiều ông bà cô chú là yêu mến rồi. Đây là cái gì? Ô chà. Trâu, ô hoa, bao hoa luôn. Wow. Cà vạt luôn nè. Trời ơi. Cái gì lê, hoa vàng. Ôi, rất là cổ điển nha. Thực sự nếu như mà không biết là Tuấn thì thấy sao chứ anh thấy là anh chọn mấy cái bộ đồ rất là hợp với Tuấn luôn á. Dạ. Đó, anh. Sắc hoa lá. Này, úi cha. Cái gì nữa đây? Dày luôn hả? Phải dày không? Ôi ôi, giày nghệ sĩ luôn nè. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi, lấp lánh kim cương, xương xa hột liệu luôn này. Trời, quay lên hình nó có chớp không nè. Chứ ở ngoài là nó chớp dữ lắm luôn á. Trời ơi. Rồi, Tuấn thử xem là có vừa không. Này. Tại vì anh Thông Sơn anh cũng rất là quan tâm là xem có vừa. Em xin phép em thử không cho nó lẹ. Dạ, tại còn em thấy còn nhiều. Em bớt vậy. Chắc vừa rồi, quá. Chắc vừa. Tại vì chân em cũng nhỏ lắm. Chân em mang 39 40 à. Ok. Dạ. Vừa không? Dạ vừa. Ui đúng bài luôn. Ôm anh hết. Ui lấp lánh. Trời ơi. Ê, đây có giày nữa nè. Ôi, hai đôi giày luôn hả? Trời ơi, đã vậy. Được, trời ơi mọi người coi nè. Rồi. Wow. Wow. Rồi, đây. Cái này hình như là còn cái đẹp hơn cái đấy nữa phải. Dạ, đó xem nào.
Ui da. Ôi. Đồ đồ xịn ông nghe nha. Đồ bên đổ bên ngoài. Hồi luôn á. Em không biết nói sao luôn á. Ôi trời. Em. Ôi ôi. Cái đôi giày này chắc là cũng 40 mắc à. Dạ nhìn rất là xịn sò luôn. Ôi. Trời đất ơi. Ôi ôi. Đúng bài luôn á. Không, riêng cái đôi này là em phải để, em xin phép là em để về nhà cái chân em tắm rửa chân em sạch sẽ, em mang vớ đâu. Rồi, thôi được em rồi, bỏ ra đi là tí nữa. Mang cái đôi này tại vì em thấy cái đôi này nó quá đẹp đi. À. Nè, bây giờ em mang em sợ là nó dơ cái đôi rồi. Hôm nay em tập cả ngày. Rồi vài bữa mà làm phụ diễn cho mùa 3 khéo lại có cái thứ để mặc cái chứ bộ. Dạ, đúng rồi, cái này. Ôi, nữa này. Áo vest nữa hả? Áo vest nữa. Phải không? Vest, nhìn cái phong buồn này em biết vest rồi đó. Vest. Ồ, đây nguyên bộ luôn này. Trời ơi. Ôi, có cả quần luôn này. Trời ơi, đúng bài luôn đó. Wow. Cái quần nè. Ê. Trời ơi, anh mua gì mà giá trời luôn nè. Ủa sao anh mua nhiều dữ vậy ta? Đây nữa này. Không vậy? Trời ơi. Trời ơi, em hết không tin được. Trời ơi. Thêm đồ bếp nữa này. Trời ơi, Tuấn này có mà mặc có khi 5 năm không hết luôn. Trời ơi. Tại bình thường em mặc có. Ê. Tôi thấy cái bộ này đang hot nè. Ê. Cái bộ này đang hot nè. Ngon nha. Cái bộ rồi. Này là cái trang của Việt Nam luôn. Trời ơi, em biết bao nhiêu người dán xe theo cái màu này luôn nè. Vậy hả? Đang chen luôn á. Đang trời ơi, hoa văn. Cái này mặc diễn con sao bị giường là xuất sắc luôn á. Ông diễn 8 mùa sao bị giường chưa hết. Ờ, 8 mùa luôn. Nữa chung... này. Cái gì nữa đấy? Chết rồi, em chóng mặt quá. Trời đất ơi. Cái này là áo sơ mi. Áo sơ mi nữa hả? Ôi ơi. Thấy cái áo này đẹp nè. Ôi áo đẹp, có cả đàn luôn này. Đúng đúng kiểu đúng ngôi sao miệt vườn luôn này. Cái áo này cho Nhi mặc mới hợp. Trời ơi. Ôi đã thiệt đó nha. Thực sự thì rất là cảm ơn anh, rất là chu đáo luôn. Anh Thôm Sơn Nguyễn. Ôi chả nhạc luôn, hay quá trời nhạc luôn này. Âm nhạc. Cái này em mặc được nè. Vẫn à. Này là tặng nguyên tủ luôn rồi. Anh tặng nguyên tủ đậu. Cái này em nghĩ là chắc em mặc tới cái áo sơ mi. Năm xa mặc dần dần á chứ sao mặc dần dần chứ không mặc hết nổi thiệt. Cái này cũng là sơ mi luôn. Sơ mi. Dạ. Còn cái này cái gì? Cá. Sơ mi luôn, sơ mi bông. Sơ mi luôn. Sơ mi đá suối. Bà nói hả? Hoa. Không, cái này là cái lửa pháo hoa. Dạ. Wow. Cái này giống thùng thạch xanh quá. Cái gì mà lấy hoài không có hết. Thùng thạch xanh hả? Đây là rồi một bộ vest nữa này. Trời ơi, nhạc luôn này. Âm nhạc, cái nút nhạc, khóa son. Khóa son. Trời ơi. Vét nữa hả? Anh Thanh Sơn ơi, anh có theo dõi anh Tuấn nhiều không mà sao anh biết cái anh Tuấn là màu sắc gì anh Thanh Sơn? Wow. Hồi ơi đây là, hồi đây còn là áo sơ mi luôn này Tuấn này. Ui chà. Áo thun. Áo thun luôn này. Áo thun. Áo thun trắng. Một cái. Mặt nền á. Mặt nền. Hai ba ba cái. Trời ơi trời. Thực sự. Chi tiết từng tí nhớ còn gửi mà. Đầy đủ hết. Vớ giày vớ rồi. Áo thun để lót trong, áo thun. Ôi ôi. Rồi vest là nãy giờ em không đếm được bao nhiêu bộ luôn á. Như là 4 hay 5 bộ rồi á. Đây thêm 5 bộ vest rồi. Rồi đây là cái màu đỏ tương xứng. Nhưng mà hình như là cái này có. Ủa sao cái áo vest nhìn nó lạ lạ đấy. Ờ đúng rồi. Ôi ơi đỏ xanh. Đỏ xanh hoa lá cây. Chú rể á. Cái này giống form mà của chú rể á. Rồi đã hết rồi bà con cô bác. À đúng rồi. Đó, thì hôm nay thì thực sự là cũng rất là lâu rồi mình nhận cái này chắc cũng phải cả chục ngày rồi có. Dạ. Thì do là Tuấn bận rồi mình bận có lúc mà hai người không có cùng rảnh một lúc. Dạ. Cho nên là cũng muốn chia sẻ một cái clip đơn giản thôi để gửi đến cái lời tri ân đến anh Thông Sơn thì cảm ơn anh rất là nhiều. Thì Thành Tuấn thực sự cũng là chắc là cả đời đây là lần đầu tiên nhận cái món quà nhiều như vậy phải không? Dạ chính xác luôn. Dạ. Em thực sự là em hôm nay em cũng không nghĩ là anh, em nghĩ là anh gửi quà thì chắc là một hai bộ thôi, em không nghĩ là anh gửi nhiều tới mức như vậy luôn mà. Thôi, thực sự là mấy bộ chưa? Không nhớ hết luôn á. Em đứng ngoài em coi còn chưa đếm được nữa, anh Sơn đếm. Tức là em không nhớ được bao nhiêu bộ nhưng mà đó giờ tức là em nói chung cũng... là mình tính một tủ đi ha. Dạ cũng làm nhiều chương trình cũng xuất hiện nhưng mà này là lần đầu tiên mà có khán giả mà thương em tới mức này mà tặng em nhiều đồ như vậy. Đó giờ em chưa bao giờ, thỉnh thoảng là dùng mọi người tặng hoa là dữ lắm rồi chứ em chưa bao giờ được tặng nhiều vậy luôn.
Vậy bây giờ bữa nay dữ chưa? Dữ hơn. Dữ lắm luôn rồi đó, đó giờ chưa bao giờ có thấy không? Em được tặng nguyên vậy. Cô em Bình Tân, cô em có bán tủ quần áo, ngày mai có gì mua đi. Thôi em đồ người ta. Tranh thủ marketing. Tranh thủ quá. Tranh thủ cái giới thiệu. À, em chưa bao giờ nghĩ là em được nhận vậy mà em cũng không biết em đã làm cái gì để mà được mọi người anh thâm xanh anh thương tới mức như vậy mà anh tặng. Đồ dạ. Quá trời đẹp luôn. À, cái này cũng rất là nhiều. Rồi bây giờ con nên tặng cho Nhi nhạc công. À, dạ, thôi nói vậy là... thôi bây giờ thì mình bàn giao lại cái phần quà này cho Tuấn ha. Rồi dạ. Cũng thay mặt cho hội quán ngôi sao miệt vườn cũng đã tạo ra một cái kết nối rất là dễ thương. Dạ. Đến giữa anh Thôn Sơn, Thâm Sơn Nguyễn với lại Lê Thành Tuấn. Dạ. Thì cũng không có gì hơn thì mình cũng xin chia sẻ clip này để tri ân đến anh. Rồi còn bây giờ là nhường lời lại cho Tuấn. Dạ. Đầu tiên là em em cảm ơn anh Thâm Sơn rất là nhiều, tại vì em chưa có gặp anh ở ngoài, chưa gặp trực tiếp và cũng chưa nói chuyện qua tin nhắn hay gì luôn. Anh chỉ xem em trên chương trình của hội quán ngôi sao miệt vườn mà anh đã dành tình cảm cho em nhiều như vậy rồi. Thật sự là cuộc đời em chưa bao giờ em được tặng nhiều quà tới mức vậy từ một người khán giả, cho nên em rất là trân trọng tình cảm này của anh. Dạ, những bộ đồ này thì em chắc chắn là em sẽ dùng để mặc cho những lần em sẽ lên sân khấu. Dạ, em sẽ rất là trân trọng luôn, và khi lên sân khấu thì em sẽ sử dụng những bộ đồ này. Đặc biệt là sắp tới là ngôi sao miệt vườn mùa 3 sẽ quay trở lại, thì em có trợ diễn cho tất cả những thí sinh, thì em cũng sẽ xin phép anh là em sẽ mặc một vài bộ trong đây để em diễn, để trợ diễn. Nó hợp đúng không? Dạ, nó hợp với lại cái vai diễn thì em sẽ dùng để diễn luôn. Dạ, và em cũng cảm ơn anh Minh, cảm ơn Phước Hưng, rồi cảm ơn tất cả các anh chị em trong ekip, đặc biệt là anh Khương. Dạ, và tất cả mọi người trong ekip luôn đã cho em cái cơ hội để mà đứng sân khấu của ngôi sao miệt vườn. Tại vì em đứng ở đây thì em mới có được những cái này, chứ nếu mà em diễn ở một nơi khác hoặc là ở đâu đó thì chưa chắc là em đã có được những thứ này. Rồi. Dạ. À, thôi thì thực sự rất là cảm ơn. Dạ. Anh Thâm Sơn Nguyễn, và cũng hy vọng rằng anh xem clip này thì thấy được anh Tuấn mặc vừa đồ và cái cảm xúc của Tuấn khi mà nhận được món quà. Dạ, thôi còn bây giờ thì chắc là mình, Phước Hưng với Thành Tuấn xin gửi lời chào tạm biệt đến bà con cô bác ạ. Dạ, mọi người nhớ ủng hộ ngôi sao miệt vườn, dạ hội quán ngôi sao miệt vườn nữa ạ. Dạ, và hội quán luôn luôn lúc nào cũng chào đón anh Thâm Sơn về ghé thăm. Dạ, dạ em cảm ơn Thâm Sơn một lần nữa. Dạ, dạ. Dạ.